bằng bóng à? Ok, giờ hàng xuất đi nha mọi người. Đây. Rồi, tạm biệt mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ 0972883170 Zalo nha mọi người. Rồi, tạm biệt. Hello mọi người nha. Thì tiếp tục cắt. Bên mình là chỉ có cắt quần jean thôi. Đấy, cắt hàng. Đằng sau kia là làm hàng. Đó, thì mọi người ai có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ cho mình nha. Đây. Zalo 0972883170. Quần dài nam nha mọi người. Quần dài nam giãn. Đây, hàng về đã về. Rất nhiều màu đẹp kiểu siêu giãn luôn. Nhìn vải là biết chất lượng rồi. Ok. Đấy, nhiều màu nhiều kiểu luôn. Rồi mọi người ai mua sỉ hay đặt may hàng thì liên hệ qua Zalo cho mình nha, 0972883170. Ok. Đấy nha mọi người. Đây. Còn lên này hàng một cắt.